Hello anh em, mình là Jun đây. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ biến Minecraft trở thành một cái thứ gì nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Backward, nhưng mà mình sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Nói chung chỉ là một màu đen thôi anh em ạ. Để biết nó sẽ trông như nào thì anh em hãy nhớ xem hết video để biết nhé. Để làm được điều đó thì mình lại phải dùng đến một cái resource back. Link tải back mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể tải về và trải nghiệm. Ok, và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hay hơn như này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi thằng nào có nhà thì thằng đấy về nhá. Nha. Bye. Nhầm vào bả rồi, nhầm chưa vỡ. Wow, bất ngờ quá, đánh thui sổ lùi luôn. Đèn thui. Đèn miếu. Đông trong đầu của Lina đen xì luôn nè. Ủa sao nó just tầm sky? Oh my god. Sky lên thì nó mới đen hết mà. Yeah. Gabi đâu? Sky lên, sky lên. Ủa, đen xì xì. Ôi. Mày. Oh no. Đây. Ờ, cái gì? Ok, vào game nha. Ui, mọi thứ đen xì. Everything is black. Oh my god, đen. Ôi. Đen chì chì luôn. Ừ. Oh. Từ từ để Chun xem cách đôi cái giường đây à? Một bé đây Chun ơi. Là Chun một bé rồi. Chun một bé kiểu gì này, anh em có thể nhìn thấy không? Kiểu gì không? Đen thui luôn. Oh shit. À, chụp ảnh. Ôi, cái giường đâu? À, đây cái giường này rồi. Bro. Ở đây rồi. Ở đâu? Giáp đâu? Mẹ, cái giường đâu? Chúng ta kim cương, này, chúng ta... Mẹ sợ mày cứt. Trời đất ơi. Ra mid đi, anh ra mid đi. Ấy từ từ nha, đừng chạy. Ôi, ai ôi. Mày cứt, yếu ôi, mày nhìn, yếu ôi. Ai. Con bê được ghê vậy. Ê, đừng nhảy nha, đừng. Ok, săn được rồi. Đi. Blue kìa. Kìa, nó đang ở. Thôi kệ đi. Đi, Gabi. Không thấy cái gì hết luôn á. Ai blue kìa. Blue kìa. Oh. What the fuck? Đúng rồi. Phải không? Bật sky chứ. Yeah. Ơ lao thẳng xuống voi luôn. Ủa, tí rồi. Gabi. Vàng kìa. Yellow kìa. Ây. Không lag rồi. Thì lao xuống. Ấy. Chúng phải bố. Điện thoại chơi mới dễ chung nè. Chúng ơi, đâu chung. Đi từ từ đây. À, chúng bọc gì á? Chúng bọc gì á? Biết cái điều gì. Trời. Cái gì này? Ui. I'm dead. Hey. Nhầm. Ơ. Ủa. Sao kìa? Cái gì không có biết à? Sao bị ganh cái gì? Rồi xong. Tia này. Ôi chun. Cái gì này chun ơi? Tì rết. Này là cây đầu bò. Ừ, cây bò có... Ê, tự nhiên cây bò được cái hành tự đập gỗ này. Hả? Cái gì đấy? Oh my god. Em nói là ông chun chứ ai? Ê, chun mà bé. Đâu? Giấc kiểu. Có lắm. Rẹp qua kìa. Chị bắn à? Chị bắn à? Trời ơi, ga môi béo quá. Pi đó. Yếu ca nhất, ui ca nhất. Ca nhất tí rồi. Vãi. I can see. Chun biết mà, Chun biết con cá mà nó fan 1B gọi là gì không Chun? Là gì? Cá rô phi. Tối qua. À đù trên đầu kìa, trên mặt kìa. Gào. Anh nghe tiếng hét. TV. Xuống đây đúng rồi. Ờ, đợi cái Sky default của Minecraft là nó chơi game nó đã khó rồi. Giờ nó còn khó hơn nữa. Cà rét kìa. Mò đường. Cái thế này màu đường nha anh em mày. Ai cũng được anh em. Ô
Ôi ôi. Tiêu dao sẽ hai tiêu dao. Tôi lên Google ghi low figure battery tool. Nó làm một cái nhìn Gabo lên thờ đỉnh cao nè. Gabo chuẩn bị lên thờ đỉnh cao nè. Ghi trên rồi 34 hả? À, cái map này rồi, cái map này map gì ta quên. Map sexy lady. Tôi biết ra mình vãi, ờ chắc thế. Mày có biết trong map này mày sáng nhất trong mắt anh không? Không. Anh em để chung màu beo để chung màu đường cái để chung màu đường cái. Mao dân làng đen xì luôn này. Ôi trời chung béo, ôi chung béo. Thằng luôn con thằng. Tôi đang mò, đi ra. Một vàng qua rồi. Vàng qua kìa. Wow, lẹ lẹ lẹ. Mi. Còn server nào nữa? Mấy thằng này gay thì còn server nào nữa? Chết đâu, chết đâu kìa, chết đâu kìa, chết đâu kìa. Chết đâu. Lần nào? Không biết không phải. Ủa, nó rơi xuống kìa. Cuộc đời mà em mới có mini game mới. Cái gì có á? Có. Mua súng dưới đi cúp ngân hàng. What? Mày gờ tiệt. Này là nghe của... Đấy, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đi cái gấp. Rồi, ok. Ui. Ui, chú nó rồi. Đây, chú đây, chú đây, chú đây. Ở ngoài lạc. Phải bốc. Ở đằng sau kìa. Sao? Từ từ chú nhìn thấy cái gì? 120 binh. Ok ok ok. Chúng ta có thể thắng. Cứ đường này, cứ đường này, cứ đường này, cứ đường này, cứ đường này. Ơ còn blue kìa. Bri. Tôi cho ăn vị trí. Nó em. Im. Về chơi cho dễ chút. Ôi. Em nằm. Mày. Kìa, em bây giờ đổi nút em thành cái mà đổi trường. Ui. Xuống đây đây. Đây. Được, không phải nát quá. Rơi rồi, cá chết tươi rồi trời. Trời đất ơi, chùn cần à. Chùn cần đây. Chùn cần đây. Chùn cần đây. Chưa thật. Đúng rồi chùn béo. Vậy nghi. Chỗ này. Đâu đâu. Bên này cơ mà chỗ này. Đâu. Cái đấy. Ok. Ok. Kìa sang kìa, sang kìa. Ui giời ơi, ghét tôi, anh ghét. Ui giời ơi. Ok. Qua hoài. Qua hoài, chết rồi. Không. Ơi, rồi ăn được hai kill. Rồi kill, đấy kill của chun mà. Tôi đánh hay mà what the fuck. Cái này béo cái gì? Cân 2 tôi cân 2, này cân 2, này đánh 2 cân, này đánh 2 thằng xuống dưới luôn. Ôi ui giời ơi, quá chật luôn. Gazi, ơi, blue về. Blue. A green. Rồi. Là pet mà. Sole. Ô. Béo. Đéo quá rớt rồi. Ơ kìa. Thằng chán đó nó chú đang sang blue. À chú đang sang red. Chú đang sang red. Nãy giờ đang chơi red warm à? À không, đây là green. Adu. Adu, adu, phá được cơ, phá được cơ. Béo đấy. Đéo quá. Ui chú lại level kill. Ôi. Kìa. Ivit. Ui. Ui xong luôn chú ơi, chú nói cái đâu vậy? Trời đất ơi. Trời. Cái là sao, đằng sau, bi hai chú. Bi hai. Đừng đánh, chạy đi. Chôn mà. Chơi xong rồi, chơi gì tầm này nữa. Ờ thôi, nghỉ anh em ạ. Kiểu này không thắng được rồi anh em ạ. Trời ơi, đập được cái mét làm anh giữ rồi đó. Ok, và cảm ơn anh em xem video này, anh em thấy này cho mình một like, subscribe thì mình sẽ có động lực làm ra nhiều video hay hơn như này. Ok anh em nhé. Thật ra video chẳng hay tí nào hết ạ. Chào bye anh em nhau. Được hai cái view là thêm cái bách một chặt nữa.